tập 6. Viện trưởng, có việc gì cần tôi làm không? Không có. Cứ thoải mái đi. Tôi đâu phải người giám sát. Tôi tin cô sẽ không lười biếng đâu. Cô không cần phải giám sát tôi. Tôi sẽ không lười biếng đâu. Ai thèm về quản anh. Tôi là như thế sao? Và hoa quả mà trợ lý Lâm giới thiệu, tôi không quen. Cô thử đi. Cảm ơn viện trưởng. Mọi người, bác sĩ Lý thua cược nên mời chúng ta uống cà phê. Tôi đã nói mà, bác sĩ Diệp nhất định sẽ đồng ý làm trợ lý cho viện trưởng. Mà anh ấy cứ không tin. Hôm đó khoa sản tổ chức hoạt động, sự tương tác giữa viện trưởng và bác sĩ Diệp đã rất bình thường rồi. Chỉ có mình tôi thấy thế thôi à. Bác sĩ Diệp, cô bị rơi đầu gì thế? Có cần tôi giúp không? Cảm ơn. Không cần đâu. Bác sĩ Tâm đem tôi ra cá cược thì cà phê này sao có thể thiếu phần tôi được. Cảm ơn nhé. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ về khoa nhi. Có viện trưởng chống lưng đúng là khác hẳn. Được rồi, được rồi, bớt nói vài câu đi. Mà làm việc đi. Đây là cà phê Italy. Bạn yêu cầu thêm sữa không thêm đường. Mời anh. Có vấn đề gì sao? Trong phòng trà nước chỉ có bộ cốc này thôi à? Không phải. Thế vì sao cô lại dùng bộ này? Tôi chọn bừa thôi. Trong cà phê là sữa tươi hay là sữa yến mạch? Sữa tươi. Đó chính là vấn đề đấy. Tôi làm sai gì sao? Là do cô không hỏi. Trong phòng trà nước có một bộ cốc màu đen là đồ chuyên dùng của tôi. Sau này chú ý phải tách riêng với đồ cho khách dùng. Được, tôi biết rồi. Làm trợ lý kể ra thì không cần kỹ năng gì đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng cần phải suy nghĩ cho chu toàn. Đặc biệt là sau này, trừ tôi ra, cô sẽ tiếp xúc với những nhân vật quan trọng có liên quan tới bệnh viện. Trước khi làm gì,
đều phải xác nhận rõ ràng những điểm cần xác nhận. Không phải tất cả mọi việc đều mặc nhiên là như thế. Cũng như cô không thể mặc nhận rằng tất cả mọi người đều uống sữa tươi, không có đường sữa thì không được, đúng không? Đúng. Sau này tôi sẽ chú ý. Cậu mới làm trợ lý ngày đầu tiên mà điềm tĩnh thế. Sao? Cậu còn muốn mình biểu diễn cho diễn trưởng xem một màn nhào lộn trên không kết hợp cú xoay Thomas à? Đừng suốt ngày muốn tìm cảm hứng từ mình nữa. Mình cũng hết cách rồi. Ngày nào cũng phải úp đáp. Mình phải tích lũy thêm nhiều đề tài hơn. Cậu không đọc tiểu thuyết mạng, cậu không biết đâu. Độc giả bây giờ nóng vội lắm. Cậu must boy một chút thì họ bảo cậu đào hố. Cậu mới phát quả qua về nhân vật thì họ bảo cậu trì hoãn để lừa tiền. Mới có một chương chưa cho nam nữ chính cãi nhau là họ mắng cho một trận, rớt truyện. Sau đó họ lại tản mặt lậu để đọc. Hơn nữa còn nói rất hùng hồn. Viết tệ như vậy chẳng xứng đáng bỏ tiền ra đọc. Vô liêm sỉ vậy à? Nghe ra thì thấy cậu vẫn thảm hại hơn đó. Thế nên cậu có điều kiện gì thì phải giúp mình. Nếu những chuyện cậu gặp phải mà thú vị, mình định viết xong phần mở đầu này sẽ đào hố tổng tài và cô trợ lý nhỏ. Thế thì có thể sẽ làm cậu thất vọng đấy. Anh ta không giống như các tổng tài khác lắm đâu. Mỗi khi mình cảm thấy anh ta đang cố ý làm khó, cố tình hoành hệ mình, thì mình lại phát hiện ra thực ra anh ta nói cũng có lý. Thỉnh thoảng còn thông cảm và an ủi cấp dưới. Thực ra anh ta cũng được coi là một vị sếp khá ổn. Thế cậu nghĩ là anh ta không định trả thù cậu à? Ngày tháng còn dài, ai mà biết được. Còn nhiều thời gian, chưa biết chừng sau này còn có cơ hội. Xin lỗi, mình nhất định sẽ hết sức cố gắng để sớm mãn hạn và được thả về lại khoa nhi. Sau này, mình và viện trưởng ai đi đường nấy. Đừng nói chắc nịch như thế. Nói trước bước không qua đấy. Lần trước cậu bảo quan sát dùng bình giữ nhiệt để đựng nguyên liệu sống cho sữa lắc vô tay, thực hiện đến đâu rồi? Có thu hoạch lớn đấy. Dưới đôi mắt quả nhãn kim tinh mà mình đã luyện bao năm, anh ta chắc chắn là một người đàn ông từng trải. Cảm ơn. Nào nào nào, ngồi đi ngồi đi ngồi đi. Vâng. Trà của quán này được lắm, cậu thử đi. Xin lỗi, tôi có chút việc đột xuất nên tới muộn. Viện trưởng Lục vừa mới lên chức, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải làm quen trước. Chắc chắn giờ là lúc bận nhất. Vâng. Cũng may nhờ có chú giúp đỡ rất nhiều. Trợ lý Lâm, bình thường cậu có sở thích gì không? Tôi thích đọc sách. Thể loại gì? Tiểu thuyết thông thường thôi ạ. Được. Đọc sách là một cách giảm stress vô cùng hiệu quả. Có những người không hiểu lắm về nghề trợ lý, cứ tưởng chỉ là chân chạy vặt thôi. Nhưng thực tế là không phải. Trợ lý là phải cùng sếp đưa ra đủ mọi quyết định, còn phải cung cấp thông tin để giúp đỡ. Thông tin là nguồn tài nguyên quan trọng nhất trong xã hội ngày nay. Về phương diện này chú là người đi trước, tôi phải học hỏi chú nhiều. Viện trưởng Lục chọn cậu giữa bao nhiêu người như vậy, chắc chắn là coi trọng năng lực của cậu. Đối với tôi thật ra không có gì khác biệt, chỉ là đổi nơi làm việc vẫn làm thuê thôi. Trợ lý Lâm tuổi trẻ tài cao, chắc chắn không muốn cứ mãi chịu dưới trướng người khác phải không? Phải vất vả kiếm kế sinh nhai, lại không có gia cảnh hậu thuẫn, tôi vẫn quen với việc ổn định hơn. Cậu xem, khi còn trẻ, gia cảnh của sếp Lục cũng thuộc dạng tầm trung thôi. Thế mà bây giờ phát triển sự nghiệp lớn vậy đó. Một cây làm chẳng nên non. Sau này, khi trợ lý Lâm muốn tự khởi nghiệp mà cần đến tôi, cậu đừng khách sáo. Cái khác thì tôi không có. Nhưng bao năm nay tôi cũng tích lũy được một ít nguồn tài nguyên chất lượng. Nếu chú đã nói vậy, thì tôi lấy trà thay rượu. Xin cảm ơn chú trước. Được, nào nào nào. Khoảng thời gian trước, tôi đã giới thiệu cho viện trưởng Lục mấy người trợ lý rồi, nhưng cô ấy đều không ưng. Sao lại chọn một bác sĩ làm trợ lý nhỉ? À, nếu không tiện cậu có thể không trả lời.
Thật ra cũng không có gì không thể nói. Thực ra lúc đầu viện trưởng đã định là sẽ chọn bác sĩ Diệp làm trợ lý rồi. Bác sĩ Diệp có gì khác biệt sao? Tôi nói với chú, nhưng chú tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài nhé. Cái này thì cậu yên tâm. Bác sĩ Diệp là cấp dưới của chủ nhiệm Hoàng ở khoa nhi. Viện trưởng muốn lợi dụng bác sĩ Diệp để xử chủ nhiệm Hoàng trước đấy. Vậy à? Viện trưởng cao kiến quá. Nhà sản xuất tên Tần Thượng Dương này có mấy tác phẩm trước đây khi phát sóng được phản hồi khá tốt. Anh quen họ à? Cũng phải, các anh cùng ngành mà. Đương nhiên là hoan nghênh các anh đến thăm buổi làm việc rồi. Trước đây mẹ tôi còn nói, lúc nào Kiều Du từ Tân Cương trở về thì bảo cô ấy đến nhà ăn cơm. Vậy được, vậy rồi nói sau nhé. Anh cúp máy đi. Viện trưởng, cà phê của anh đây. Để trên bàn đi. Vâng. Mới là ngày làm việc thứ ba mà cô đã thảo việc trợ lý rồi đấy. Cũng tạm. Nếu anh chưa hài lòng chỗ nào thì có thể góp ý trực tiếp với tôi. Tôi sẽ làm vậy. Cô học thuộc số điện thoại đến đâu rồi? Tôi học thuộc được một nửa rồi. Anh có muốn kiểm tra một vài số không? Không cần. Nhưng tôi có một vấn đề này muốn hỏi cô. Anh nói đi. Nếu cô đang không ở vị trí làm việc, tôi phải ra ngoài mà có việc gấp thì tìm cô kiểu gì? Gọi điện thoại cho tôi, nhắn tin WeChat cũng được. Tôi sẽ đến ngay. Có điều trợ lý Diệp này, hình như đến giờ tôi vẫn chưa có số điện thoại của cô. Chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat. Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi đã học thuộc số của anh rồi, để tôi gọi cho anh. Anh lưu lại là được. Phải rồi, kết bạn WeChat đi, để tôi quét mã của anh. Thêm chữ A trước tên danh bạ như vậy thì tên tôi sẽ hiển thị trên cùng. Tôi còn tưởng thêm chữ A trước tên danh bạ là phải dành cho người quan trọng nhất chứ. Ý tôi là như vậy thì anh tìm tôi sẽ tiện hơn. Còn việc này tôi muốn xin ý kiến của anh. Cô nói đi. Anh thường xuyên ngồi lâu trước máy tính, hình như lưng của anh hơi đau. Kê cái đệm lưng sẽ đỡ hơn đó. Còn nữa, có vẻ là anh rất thích cây xanh. Vừa hay ở phòng trà nước có cái chậu để không? Nếu anh thích thì tôi có thể định kỳ chuẩn bị hoa tươi giúp anh. Được, cô sắp xếp đi. Được. Tôi chuyển cho cô 5.000 tệ quỹ tiền mặt. Số tiền này tôi bỏ tiền túi, cô ghi lại là được. Đừng để đến lúc lại đi đòi bản thu chi từ tôi. Vâng. Trợ lý Lâm. Trợ lý Diệp. Mời vào. Anh có hài lòng với cách làm việc của trợ lý Diệp không? Hài lòng. Những gì tôi nói cô ấy đều nhớ. Còn có thể chủ động phát hiện ra vấn đề, trao đổi đơn giản và thoải mái. Tôi thấy không nỡ để cô ấy về khoa nhi đó. Anh nghiêm túc chứ? Đương nhiên là đùa rồi. Vậy thì tốt. Mong anh đừng quên mục đích ban đầu khi chọn cô ta làm trợ lý. Trợ lý Lâm, tôi thấy nghiêm túc trong công việc là không sai, nhưng lúc nói chuyện thì có thể thoải mái một chút. Được. Viện trưởng, có phải anh thích Diệp Thời Lam không? Anh nói gì cơ? Tôi nhớ là lúc mới đầu anh muốn tìm cô ta tính sổ.
đó là bước đệm để tôi điều cô ta đến làm trợ lý thôi. Nhắc nhở là cô ta đang nợ tôi. Như vậy có thể tăng thêm quân bài để tôi đàm phán, để cô ta ngoan ngoãn phối hợp với kế hoạch của tôi. Anh có thể đổi cách khác, không nhất thiết phải đi đường vòng thế. Anh không hiểu cô ta rồi. Anh hiểu là được. Anh đừng nói bóng gió. Tôi thấy anh đang tận hưởng quá trình rồi đấy. Đâu có. Có. Một số người trưởng thành khi đối mặt với người mình có hứng thú sẽ có những hành vi vô nghĩa và ấu trĩ, cố tình chọc ghẹo, trêu đùa, bắt nạt đối phương. Nhìn thấy sự bối rối hoặc dễ thương của đối phương sẽ vui vẻ trong lòng. Thấy đối phương đáng thương sẽ khơi dậy mong muốn bảo vệ. Trong tiểu thuyết có một từ chuyên dùng để chỉ kiểu người này, gọi là gà tiểu học. Nghe có vẻ không phải là từ mang nghĩa tích cực. Câu trên không hề có ý sỉ nhục học sinh tiểu học. Anh đang cố tình châm chọc tôi đấy hả? Chính anh bảo tôi nói chuyện thoải mái mà. Có thể là anh không có suy nghĩ đó, nhưng bác sĩ Diệp có hiểu lầm không thì không biết được. Dù gì vết thương tình cảm của cô ấy vẫn chưa lành. Lát nữa làm việc với bên nhà sản xuất xong, có đi ăn tối cùng anh ấy không? Không, tối tôi có việc khác rồi. Được. Viện phó Cao, viện trưởng có đây không? Viện trưởng ra ngoài rồi. Sắp hết giờ làm rồi, chắc là anh ấy không quay lại đâu. Chú có cần tôi giúp gì không? Không, không, không. Đúng rồi, bác sĩ Diệp, cô thấy công việc trợ lý thế nào hả? Đã quen chưa? Cũng ổn mà. Tôi đang cố nhanh chóng thích ứng. Làm trợ lý phải tiếp xúc với nhiều người, đừng có sợ đắc tội với người khác. Nhất định phải giúp đỡ viện trưởng Lục quản lý công việc thật tốt. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Được, chú đi thông thả. Alo viện trưởng, tối nay cô có bận gì không? Không có. Anh có việc gì sao? Giờ xuống tầng 1 đứng bên đường đợi tôi. Tôi mời cô ăn cơm mừng cô nhậm chức. Được. Mời ăn cơm mừng mình nhậm chức. Tối nay chúng ta ăn gì? Lẩu, đồ tây hay đồ nướng? Anh thấy sao? Thịt nướng đi. Mọi người nhìn kìa. Tôi đã bảo là có gì đó mà. Viện trưởng lại đi làm lái xe cho bác sĩ Diệp. Đi thôi, đi ăn đi. Đi thôi. Cho tôi một combo C. Vâng. Tôi cũng vậy. Vâng. Xin đợi một lát. Sao thế? Bữa cơm mừng nhậm chức này đắt quá. Vẫn chưa đắt bằng đĩa thịt gà đó của cô đâu nhỉ? Viện trưởng, hay là tôi trả tiền canh nhé? Được. Cô nghĩ là tôi thiếu số tiền này à? Không thiếu. Không phải. Có điều, đúng là đĩa thịt gà này được định giá hơi đắt. Thế tôi trả anh một nửa nhé. Tôi thấy được đó. Tôi muốn tiền mặt. Được. Bây giờ tôi sẽ đi rút ngay. Cô có bị ngốc không? Tôi đùa cô thôi. Ngồi xuống đi. Yên tâm mà ăn.
Một số người trưởng thành khi đối mặt với người mình có hứng thú sẽ có những hành vi vô nghĩa và ấu trĩ, cố tình chọc ghẹo, trêu đùa, bắt nạt đối phương. Nhìn thấy sự bối rối hoặc dễ thương của đối phương sẽ vui vẻ trong lòng. Thấy đối phương đáng thương sẽ khơi dậy mong muốn bảo vệ. Trong tiểu thuyết có một từ chuyên dùng để chỉ kiểu người này, gọi là gà tiểu học. Trợ lý Diệp, hôm nay tôi mời cô dùng bữa, mừng cô nhậm chức. Là có vài chuyện muốn nói rõ ràng với cô. Cô có biết vì sao tôi chọn cô làm trợ lý không? Lần trước anh nói rồi, để tiện cho Diệp trả thù tôi. Đó là tự cô đoán mò thôi, tôi không hề nói như vậy. Thế là vì sao? Bởi vì con người cô tuy hơi lỗ mãn, nhưng chính trực lương thiện, tận tâm với công việc, lại có lòng yêu thương. Hơn nữa, cô còn yêu chính nghĩa. Tôi có nhiều ưu điểm vậy à? Anh khen làm tôi ngại quá. Không phải là tôi muốn khen cô. Tôi chỉ muốn giải thích rằng, chỉ đơn giản là tôi đánh giá cao con người cô. Cô đừng hiểu nhầm gì cả. Hiểu nhầm gì? Tức là có lúc cô cảm thấy tôi đang cố tình dọa cô, thậm chí là đùa một cách vô cùng ấu trĩ như học sinh tiểu học vậy. Tôi thừa nhận, quả thực là việc trả thù khiến người ta cũng thấy hơi hả hê. Nhưng thực ra đây là nguyên nhân từ tính cách con người tôi, không phải vì cô có gì khác biệt, không liên quan gì tới cô. Cô có hiểu điều này không? Hiểu. Cô hiểu cái gì? Ý anh nói là anh không phải là gà tiểu học. Anh gây phiền phức cho tôi, không phải danh thích tôi, đúng không? Cô còn biết những thứ này à? Bạn thân của tôi là người viết, là người sáng tác văn học đấy. Cô ấy đã từng giải thích cho tôi hiểu. Có điều viện trưởng, vì sao lại cảm thấy tôi sẽ hiểu nhầm như vậy? Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Nhưng mà anh đánh giá cao tôi và việc anh chọn tôi làm trợ lý có liên quan gì tới nhau? Tôi nghĩ là cô có thể cùng tôi, chúng ta cùng tạo ra một bệnh viện an tinh tốt đẹp hơn. Một bệnh viện an tinh tốt đẹp hơn. Nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, điểm này mọi người đã làm rất tốt rồi. Còn tôi thân là người quản lý bệnh viện, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp môi trường và bầu không khí thoải mái hơn cho mọi người làm việc, để mọi người được tôn trọng và báo đáp tốt hơn, để mọi người có thể vui vẻ khi làm việc ở bệnh viện và có đủ thời gian tận hưởng cuộc sống. Thực ra tôi cũng biết hiện tại bệnh viện đang tồn tại không ít vấn đề, bản thân cô cũng đã được trải nghiệm và cảm nhận, cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Thế nên tôi muốn mời cô cho tôi một số cảm hứng và lời khuyên từ góc độ một nhân viên. Cô có đồng ý giúp tôi không? Tôi đồng ý. Quả thật là chủ nhiệm Hoàng thích bảo chúng tôi làm giúp anh ấy vài việc riêng. Tuy mọi người đều ấm ức trong lòng, nhưng không ai dám từ chối. Vì sao? Sắp xếp lịch làm việc, giám sát đánh giá, phiếu kiểm tra hiệu quả công việc đều thuộc quyền hạn của chủ nhiệm Hoàng, không thể đắc tội với anh ấy được. Xem ra chủ nhiệm Hoàng còn thù dai hơn tôi. Anh ấy không như anh đâu. Ở khoa nhi của chúng tôi, yêu cầu của anh ấy chính là mệnh lệnh, buộc phải chấp hành. Anh ta còn thích gọi đám bác sĩ trẻ chúng tôi đi liên quan, được gọi bằng cái tên mỹ miều là Team Building. Mọi người không thích đi liên quan sao? Thỉnh thoảng một vài lần thì được, nhưng chủ nhiệm Hoàng cứ hứng lên là đòi đi liên quan, không vui cũng phải liên quan, còn thường thông báo đột xuất, khiến mọi người đều phải hủy hẹn riêng của mình để nghe anh ta uống rượu nói phét trên bàn nhậu, còn phải nhiệt tình bỡ đỡ. Anh thử nghĩ xem, không có cuộc sống riêng của mình, phải cùng ăn cơm với một người mình không thích, tăng ca không được trả lương còn phải diễn, anh có thấy tức giận không?
Bảo sao sau khi quay về cũng không thấy cô vui hơn chút nào. Điều này không quan trọng. Đối với người đi làm thuê, làm việc trong vui vẻ vốn là một điều xa xỉ. Tôi thấy lúc ở thôn Đào Nguyên rõ ràng là cô khá vui mà. Ở nơi đó rất đơn giản, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Nhưng trừ lương cơ bản ra, chỉ được một chút KPI gọi là cho có. Tôi cũng không thể cơ đó mãi được. Bởi vì cô muốn mua nhà chứ gì. Sanh biết. Tối hôm đó cô tự nói ra, lúc uống trộm rượu đó. Anh cũng uống mà. Đúng đúng đúng, tôi là đồng phạm rồi. Trước khi tôi đi, sở trưởng tặng tôi một chai rượu. Bác ấy còn dặn tôi nhất định phải giữ bí mật. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra bác ấy không hề biết chuyện bác sở phó uống trộm rượu của bác ấy. Nói vậy là bác sở phó cũng khá thú vị đấy. Thú vị thì thú vị, nhưng bác ấy không có tâm. Hôm qua tôi gọi điện thoại cho bác ấy, bác ấy sống tự do tự tại lắm. Bác ấy còn bảo bác sĩ Tiểu Tô mới đến, việc gì cũng nghe lời bác ấy, khen liên tục không ngớt. Làm như lúc tôi ở đó suốt ngày hành hạ họ không bằng. Đợi chút, bạn thân cô có nhà không? Chắc là có đó. Vậy thì tốt. Ăn một quả trả cục vàng, tổng cộng là 10 thùng. Sợ cô ăn nhiều thấy chán nên tôi mua mỗi vị một ít. Anh vẫn nhớ à? Đương nhiên là nhớ chứ. Tôi viết giấy nợ mà, nhất định phải trả cho cô. Nhiều thế này tôi cũng không ăn hết. Cứ từ từ ăn. Dù gì cũng là hàng mới sản xuất, hàng sử dụng 18 tháng. Được. Được rồi, từ giờ trở đi trả hết mì tôm rồi. Món nợ thôn Đào Nguyên của chúng ta cũng coi như chính thức xóa sổ. Thế là xóa nợ rồi. Cô thấy vẫn chưa đủ à? Đủ rồi, đủ rồi. Tôi đã nhận đủ rồi. Diệp Thời Lam, tôi phát hiện ra là khi suy nghĩ chuyện gì, cô luôn suy nghĩ theo hướng bi quan. Tuy rằng lúc ở thôn Đào Nguyên cô hiểu lầm tôi muốn thay đổi tôi, nhưng thực ra cô cũng giúp tôi rất nhiều. Cô quan tâm đến tôi, cũng không thực sự làm tổn thương tôi. Nhưng hình như trong lòng cô chỉ nghĩ đến sự tồi tệ của tôi, nghĩ rằng tôi sẽ trả thù cô thật. Hình như tôi vẫn luôn như vậy, đã thành thói quen rồi. Sau này cô thử nghĩ theo hướng tích cực xem, chưa biết chừng sẽ thấy vui hơn. Tôi đi đây. Ngày mai gặp lại. Trước đây mình còn thấy khó hiểu. Hồi ở thôn Đào Nguyên, anh ta biết mình là bác sĩ của bệnh viện An Tinh, thì đột nhiên ta không giải thích gì nữa, còn nói thuận theo ý mình. Dòng do một hồi muốn nghe ngóng vài chuyện ở bệnh viện. Hóa ra anh ta muốn biết những vấn đề đang tồn tại trong bệnh viện, để cải thiện môi trường làm việc của bọn mình. Được rồi, cậu khen suốt nãy giờ rồi. Sao hả? Động lòng với Lục Thiệu Tây rồi à? Sao có thể chứ? Mình chỉ đơn thuần là tán thưởng cách làm của anh ta. Giữa hay cũng hơi đói rồi. Cậu có muốn ăn một hộp không? Không cần đâu. Tối nay mình ăn một bữa ngon rồi. Lục Thiệu Tây mời cậu à. Ăn mừng nhậm chức. Trước đây cậu vẫn luôn lo lắng rằng có thể Lục Thiệu Tây sẽ trả thù cậu. Bây giờ xem ra có vẻ anh ta vẫn luôn tán thưởng cậu. Tính anh ta thích đùa người khác. Thật ra chỉ là hổ giấy thôi. Hoặc là có thể nói giống con cáo hơn. Hơn nữa,
Anh ta muốn làm một viện trưởng tốt, cần mình giúp đỡ. Đơn giản thế thôi à? Phải. Hơn nữa, anh ta còn giải thích rõ ràng là sợ mình hiểu nhầm, rồi anh ta có ý gì đó với mình. Giải thích? Đấy không phải là chột dạ sao? Điều kiện của anh ta tốt như vậy, trước đây chắc chắn là có không ít người thích. Mình đoán là trước đó đã gây ra phiền phức gì đó. Một con cáo có điều kiện rất tốt. Cậu từng đọc truyện Hoàng tử bé chưa? Con cáo tiếp cận với hoàng tử, thiết lập mối quan hệ. Trong quá trình đó con cáo bị thuần hóa một chút, sau đó nảy sinh tình cảm không thể trốn tránh được, trở thành người độc nhất vô nhị của nhau. Cậu đừng suy diễn linh tinh nữa. Chỉ cần thấy đàn ông và phụ nữ đứng cạnh nhau là cậu nghĩ họ nhất định có tình cảm. Tình yêu đẹp biết bao. Cũng vì hướng đến tình yêu nên mới viết đề tài này. Hơn nữa bằng kinh nghiệm của mình, chủ yếu là nam nữ không có xung đột gì, không có chút tình yêu vào thì độc giả giải hết. Đừng có nghĩ theo lối viết tiểu thuyết của cậu nữa, mà ăn đi. Không ăn là nát hết đó. Chỗ mì này cậu phải chịu trách nhiệm một nửa đấy. Chuyện nhỏ. Chào buổi sáng viện trưởng. Cô thích hoa đồng thanh à? Cây nào tôi cũng đều thích. Đông Thanh tượng trưng cho sự kiên trì không chịu khuất phục. Mấy hôm nữa tôi sẽ thay hoa khác. Hoa này tôi đặt qua mạng của mấy nơi trồng hoa đó. Đặt hôm trước hôm sau có. Tự cắt tỉa lại một chút là được. Rẻ hơn mấy cửa hàng hoa bên ngoài nhiều. Cô cũng muốn tiết kiệm tiền cho tôi à? Tiết kiệm cũng là một đức tính mà. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Đúng rồi. Chỗ cô có sách mới xuất bản của chủ nhiệm Hoàng không? Không có. Tôi vẫn chưa mua. Anh ta không tặng cô một quyển à? Chúng tôi đều phải tự mua, giúp anh ta tăng lượng bán. Vậy cô đến chỗ chủ nhiệm Hoàng mượn giúp tôi một quyển đi. Cứ nói là tôi muốn đọc. Được. Viện trưởng Lục có hiểu gì về y học đâu, sao lại muốn đọc sách của tôi? Tôi cũng không biết. Viện trưởng nói là muốn đọc nên bảo tôi đến mượn một quyển. Nếu là viện trưởng muốn đọc thì tôi phải ký tên mới được. Bác sĩ Diệp, cô thì sao? Tuy bây giờ cô là trợ lý, nhưng mà dù gì cô vẫn là bác sĩ của khoa nhi, vẫn phải về khoa nhi làm việc. Phải đọc sách nhiều vào, bớt lo việc rỗi hơi đi. Đừng để lãng phí chuyên ngành của cô. Tôi sẽ cố gắng thưa chủ nhiệm Hoàng. Đưa cho viện trưởng đi. Vậy tôi về trước đây. Ngồi đi. Chúng ta tiếp tục. Tiểu Giang à, tôi hỏi cậu nhé. Cậu có biết vì sao bác sĩ Diệp phải đi làm trợ lý không? Cái này tôi không rõ lắm. Bình thường chúng tôi ít nói chuyện, sao lại không nói chuyện được? Tôi đã nói với các cô các cậu bao nhiêu lần rồi, là đồng nghiệp cùng khoa với nhau thì phải thắt chặt tình cảm. Lúc rảnh rỗi thì năng đi liên quan, quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa. Vâng. Được rồi. À, vì hội nghị thảo luận nghiên cứu nó đến đây thôi. Cậu về trước đi. Vậy được. Tôi đi trước thưa chủ nhiệm. Chiều nay anh đến văn phòng khoa nhi nói đại chuyện gì đó về hộp thư của viện trưởng. Được. Ăn cơm với sếp khiến anh áp lực lắm mà. Lần nào anh cũng ăn rất nhanh. Đâu có, tôi quen ăn nhanh rồi. Nhưng nếu là người khác
thì chắc sẽ thấy áp lực. Vì sao? Ăn cơm vốn là một dịp rất vui vẻ thoải mái, nhưng các sếp thường sẽ vô tình hoặc cố ý nói chuyện công việc. Đây là lý do thứ nhất. Tuy có vài sếp thoải mái sẽ không để cấp dưới phải e dè, gọi thoải mái, nhưng thực ra hai bên đều có giới hạn trong lòng. Một khi vượt giới hạn thì sếp sẽ không vui, thế nên cấp dưới sẽ không thể hoàn toàn thoải mái được. Đây là lý do thứ hai. Đương nhiên còn có những sếp quái đản hơn, đó là trường hợp đặc biệt. Những câu vừa rồi anh đừng nghĩ là tôi nói anh nhé. Rõ ràng đang nói tôi mà. Thế nên chuyện anh và trợ lý Diệp mà tôi nói lần trước, anh đã vượt giới hạn chưa? Chưa. Nhưng mà chệch hướng rồi. Tôi nghĩ là đưa ra kết luận lúc này vẫn còn hơi sớm. Tôi nói này trợ lý Lâm, tôi phát hiện ra khi nói chuyện phím và khi làm việc, cách suy nghĩ của anh hoàn toàn khác nhau, như thể bước vào một thế giới khác vậy. Vậy ư? Không phải sao? Nhưng không sao. Viện trưởng, bình thường lúc nào anh cũng mang theo băng dán cá nhân à? Sao vậy? Bị thương chỗ nào à? Không có, tôi hỏi thế thôi. Tôi ăn xong rồi, tôi có việc phải đi trước đây. Được. Xin chào, xin hỏi anh muốn uống gì? Dâu tây của chúng tôi vừa nhập, tươi lắm đó. Anh có muốn một ly sữa tắc dâu tây không? Anh đến mấy lần rồi tôi nhớ mà. Cho tôi một ly Americano đá. Ngoài ra cô đặt gấp 3 lần mang về. Thêm nhiều như vậy có thể sẽ hơi đắng đó. Không sao. Vâng. Anh đợi chút. Americano đá cô đặt gấp 3 lần. Cảm ơn cô. Anh đi thông thả. Cho dù uống nhiều sữa lắc vô tay đến mấy, cũng không thể làm dịu ngọt sự đắng cay trong lòng Kevin. Thỉnh thoảng cũng cần một ly Americano đá cô đặc để nhắc nhở bản thân đừng quên quá khứ bi thảm của những năm ấy. Thứ này được đó, đáng được tuyên dương. Cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ đến nhà anh để giám sát việc dọn dẹp. Có việc gì anh cứ gọi điện cho tôi. Được. Ồ, chủ nhiệm Hoàng. Chủ nhiệm Hoàng. Viện trưởng Lục, anh tìm tôi có việc gì à? Tôi muốn nói chuyện với cậu mấy câu. Nào, mình qua bên này ngồi. Việc thầy Lam. Vậy tôi đi pha trà. À, không ngờ viện trưởng Lục cũng có hứng thú với sách về y học. Tôi cũng đọc qua thôi. Nói một cách nghiêm túc, đây cũng là loại sách phổ cập kiến thức đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Lối viết dễ hiểu, mang lại lợi ích lớn. Độc giả cũng nhận xét như vậy đó. Tôi thấy ngày nào anh cũng bận như vậy, một năm vẫn ra được mấy cuốn sách như thế này, quả là bái phục. Cái này phổ cập kiến thức về y học mà. Không giấu gì cậu, kể từ khi tôi viết sách đến nay, rất nhiều độc giả sau khi đọc sách của tôi đã biết tôi là chủ nhiệm khoa nhi của bệnh viện An Tinh chúng ta. Hẹn riêng tôi để khám bệnh cho họ. Bệnh viện An Tinh chúng ta có một danh y như anh, quả là một niềm vinh hạnh. Viện trưởng quá khen. Đúng rồi, anh bận bịu như vậy tìm tôi có chuyện gì? Cậu xem, đấy. Mãi nói chuyện mà suýt quên cả việc chính. Tôi nghe nói trợ lý Lâm đến khoa nhi chúng tôi trưng cầu một số kiến nghị của các bác sĩ khoa nhi. Viện trưởng quan tâm tới khoa nhi chúng tôi như vậy. Là chủ nhiệm khoa, tôi cũng mong nhận được sự phản hồi. Xem tôi có thể làm gì cho cậu không. Chủ nhiệm Hoàng có lòng quá. Nhưng mà
Anh có muốn nghe lời nói thật lòng không? Đương nhiên. Có bác sĩ khoa nhi phản ánh rằng chủ nhiệm Hoàng chia việc riêng là tổng hợp tài liệu để viết sách cho các bác sĩ. Có việc này không?